Bọn em cầm cái này nhìn như con dao ấy nhở, làm từ cây gỗ à? Bọn em cầm đi đường anh lại tưởng bác kiếm đi đâu. Cái này là để làm thủ tục gì em? Đấy là phong tục của người Mông. Phong tục của người Mông à? À, bây giờ bọn em là đang đi đâu? Đi kiếm người. Đang kiếm người à? Kiếm người là người bị thất lạc, mất tích hay là như nào? Mất tích à? Mất tích lâu chưa em? Một tuần rồi. Một tuần. Thế là mình đi tìm đâu chưa hay là hôm nay? Đi tìm... Đi tìm 6 ngày rồi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 6. Là chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy. À. Thế nhà em có ở xa đây không? Gần thôi. Gần đây à? Mấy cây. Mười mấy cây số. À. Kia là cụ xe kia chắc là cũng đoàn nhà em đúng không? Cũng là đoàn nhà em. Đấy thấy có dắt một cây kiếm. Thanh củi, thanh củi là tạo hình như là một cây kiếm này và buộc một cái sợi vải đỏ ở đây. Cực Bắc TV xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới nhất trên kênh YouTube Cực Bắc TV. À, vừa rồi đầu video thì chắc mọi người đã biết đúng không ạ? Hôm nay thì Cực Bắc TV đang trên đường đi vào trong nhà em Pó. Em Pó diễn viên Hàn Quốc. Nó trên đường đi thì tình cờ gặp ba thanh niên, ba bạn nam người dân tộc Hơ Mông đây, bạn này đây. Đó thì đang đi cùng chiều thì thấy bạn ấy kẹp ba đi qua thì là tay cầm những cái thanh gỗ đấy, tạo hình như là những cái thanh kiếm, tạo hình những cái thanh kiếm thì hỏi ra được biết thì em ấy trong cái đoàn người đang đi tìm người bị thất lạc. Thế mọi người đi cũng rất lạ đấy, trên tay ai cũng cầm một thanh gỗ tạo hình như thanh kiếm ấy, và dùng cái nhọn nồi màu đen vẽ lên những cái đường con rô, đường vĩ giác ở trên tay. Đây có em gái đây cũng cầm một cái thanh kiếm gỗ, cũng buộc cái vải đỏ ở tay. Nhà mình là cứ đi tìm ở ven đường thế thôi à anh? À. À, khi mà cái người mà mình đang đi tìm đây là đi khỏi nhà từ buổi tối à? À. Người này bao nhiêu tuổi anh? Cái người mà mình đang đi tìm ấy, năm nay bao nhiêu tuổi? À, 73. 73 tuổi à? Vừa rồi em nói chuyện với lại mấy bạn trẻ ở ngoài thì mấy bạn ấy nói là đi được khoảng 6-7 ngày rồi đúng không? Đúng rồi, 6-7 ngày rồi. Từ từ cái nhà mà nhà ông cụ ra đến đây là cũng bảo là hơn chục cây số. Chủ gì mà ông dàn không đi được nhưng mà chả biết nội đủ. Ừ. Mất đu nó chết đu rồi. Đấy. Giờ là thất lạc. Bình ngã là sông dây thật thôi nhưng mà nó phải tối, nhưng mà có xe đông rồi nó cho nó vướng đi xuống làm sao nó biết đâu. Ừ. Tại sao mình lại xác định được là ông đi vào trong này mà đi tìm trong này anh? Còn nhưng mà nó họ cái làm được rồi. Làm đường ở xã mất sau nó à, có nghĩa là có người nhìn thấy. Đấy, có người nhìn thấy nó làm đường, nó ở mặt đường đấy, nó gặp ông cua về thì hỏi bọn nó bảo là thấy ông cua về đấy đổ đường này rồi. Qua đến đây rồi. Vâng, xong mình lại về sau phải tìm xem là nó. Không biết nhưng mà chả. Ừ. Cứ đi trêu lông cũng nhìn cái đó. Thế là ông đi bộ. Đi bộ đó mà. Vâng. Nó đi được xã mất sau cái 4 3 bán giới rồi. Ờ. À, đi khi mà đi qua đấy là cách khoảng 3 giờ à? Hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ cách đây bao nhiêu ngày? Ui, hôm nay nữa là gần tuần rồi. Gần tuần rồi. Thứ 3 là mà thứ 3 tuần sau á.
Vậy là mọi người bây giờ đi tìm ông cụ này là đi tìm là cũng hy vọng là gặp cụ ở cạnh đây cũng hy vọng thôi đúng không? Em thấy mọi người cầm ở trên tay những cái kiếm gỗ này thì là cái mục đích của cái kiếm gỗ này để làm gì? Cái này á? Vâng. Cái này mát theo để thế nào? Cầm mà đánh bạn. Các cụ kia có dạy mình theo được đi tìm được hay không ấy? À, có nghĩa là về cái ý nghĩa tâm linh đúng không? Vâng. Có nghĩa là cầm trên tay này là gặp, thứ nhất là gặp ma, đánh ma. Ma hoặc là các ông các cụ được mình đi tìm được hay không thì đấy. Và cũng là cầm cái kiếm này, kiếm gỗ này ở trên tay là để cho những cái tổ tiên, cái những cái cụ đã mất của trong gia đình là dẫn lối mình đi tìm đúng không? Đúng rồi. Anh này tìm cả những cái hốc, những cái khe núi này. Theo cái cách nhìn, cách quan sát của Cực Bắc TV ấy, thì là hiện nay là đây bà con, gia đình nhà anh đây đang đi tìm là theo cái hướng là bất định mọi người nhé. Đấy, cũng không có phương hướng cụ thể. Chỗ này thoáng thì mình quan sát được qua những cái bụi rậm ven đường là mình phải đi xuống à. Đấy. Đấy, em hình như em với lại một hai bạn nữa là đi xe máy để đi tìm dọc, đi hỏi trước người dân à? Đúng rồi. Đấy, nên là đi hỏi bởi vì là cụ đi cũng 6-7 ngày rồi. Anh nghĩ là mình sẽ nên đi hỏi những cái hộ gia đình ở cạnh đường ấy. Bởi vì ông mà khi mà ông đi ấy thì là những lúc đói ấy, biết đâu ông ghé vào ông hỏi muốn xin người ta bát cơm ấy. Mắt của ông không nhìn thấy mấy nên cũng khó hỏi. À, kiểu như là hơi mù, cũng thấy đường thấy mờ mờ thôi. Cũng thấy mờ mờ thôi. Mình lấy cơm cho ông ăn, ông còn có lúc ông còn không cầm được. Không cầm được. Phải bón à? Không cần bón. Ông nếu mà ông cầm được thìa để múc cơm cho mình tự ăn rồi thì ông khách tự lấy cơm được. À. Còn nếu mình đưa cho ông thì ông không nhìn thấy. Thế là cũng ông cũng là tuổi già rồi nên là mắt mờ đúng không? Ừ. Chứ không phải là bị mù hay là bị gì đâu đúng không? Chỉ là mắt bị yếu, mắt kém thôi, mắt mờ đúng không? Không, một bên mắt của ông thì kiểu như là ông cứ nhắm mắt kiểu này thôi, một bên ấy. À, ông cứ nhắm mắt một bên lại. Ừ. Thế là chỉ sử dụng một con mắt mà mắt đấy nó yếu kém rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mà như anh biết ngày hôm qua ông kia trời nó mưa khá là to đấy. Đúng. Mà ông đi như vậy thì, ông thì không biết ông biết chú mưa không? Gần 80 tuổi rồi thì, à, thế thì cũng hơi khó. Cũng khó nhỉ. Đấy, hy vọng là em đi dọc đường, em dùng xe máy đi dọc đường này, hỏi những cái nhà ở bên cạnh đường ấy. Được. Em cứ đi vào hỏi đi. Được. Đấy, biết đâu là trời mưa ông vào trú rồi là khi ông đói ông có vào đấy để là xin người ta bát cơm ấy. À, đấy. Được. Thì là em tại sao em lại dùng hai kiếm? Em cái này là người nhà của ông đi xem bói bảo là dùng cái này để đi tìm. Đi tìm à, để người ta chỉ đường cho, để những cái linh hồn người ta chỉ đường cho đúng không? Nhà mình đi như này là cả xóm đi à? Không, bây giờ là xóm làm thế hết rồi, có mấy người nữa. Bây giờ còn bao nhiêu người là đi hết à? Đi tìm ông cụ hết à? Chưa hết. Đi mỗi mấy nhà anh em, con gái, con trai thôi.
Đây là họ hàng trong nhà của ông cụ ấy. Đấy, tất cả mình đây là con cháu nhà cụ đang bị mất tích đấy. Từ cái chỗ mà họ làm đường ở Sảng Ma Sao ấy lên thì nó lại có hai nhánh đường, một đường là đi vào trong cột cờ Lũng Cú, một đường đi Lũng Táo. Thế nhà mình có chia nhau, chia người đi sang cái hướng sang Lũng Táo tìm không? Chưa. Thế tí nữa có quay lại đường đấy không? Bây giờ ý người đấy này có đi kỳ đéo đâu. Bây giờ là mình cứ đi theo đường Thế bây giờ là tìm ở đây, bây giờ cái sườn núi này là bên cạnh đường là mình tìm hết rồi. Tìm hết rồi nhưng mà lại đi tìm tiếp xem. Lại đi tìm lại. Đi tìm lại xem. Thì những cái sườn đồi, những cái con đường mòn nhỏ ở cạnh đường kia thì mình có đi không? Có chứ. Mình tính là ước lượng là ông là trong khoảng 6 ngày vừa qua là đi được bao nhiêu xa thì mình tìm ở quanh quanh đấy, chỗ nào có đường đi hết đúng không? Đấy. Về cái đường này nhưng mà cái đấy mình không biết mắt kế con nó có về đấy, nó có đi được hay xa hay gần không. Cái đấy thì mình cũng không hiểu. Thì mình tì tản thờ theo mà được thế, nhưng mà sợ lúc mà nó đi tối ấy, có xe đâm vào thì xe be nó vứt xuống dưới vực đấy. Sau ấy thì nghĩa là chẳng may sợ người ta đâm vào vứt xuống đây à? Đấy. Vứt xuống cạnh đường đấy. Em nghĩ là người ta sẽ không làm vậy đâu. Bởi vì là trên vùng cao mình cái việc đấy thì ít khi xảy ra lắm. Sợ nó không làm vậy nhưng mà nó sợ mất tiền thì nó sợ mất tiền à? Sau này chết chết một thằng ông thì gần 100 triệu thì nó chạy, nó chạm bùa chân tay hết. Em này là vừa đi vào phía trong kia đi xe máy để hỏi trước đường à? Vâng, em vừa đi trên đó hỏi thăm người dân ở trên đó xem người ta còn thấy ông đêm qua đó hay không. Là không thấy. Sang đường đi Xà Phìn, đường đi Lũng Táo đúng không? Vâng. Rồi. À bây giờ đoàn người, đấy đoàn người trong gia đình đây. Gia đình các cô chú người Mông đang đi tìm ông cụ này ấy. Sẽ chuyển sang một cái hướng khác. Mấy cô kia là qua đường này à? Lúc vừa rồi là anh em mình qua đường bên này, thế là còn mấy cô chú ở lại là đi qua đường kia. Đường tắt. Cây này, cái kiếm gỗ này chút nữa mình mang về là đốt đi à, hay là cất đi hay làm gì? Nó không là bắt buộc phải làm theo một cái gì đâu đúng không? Mình biết cầm đi và cầm về đây à? Đấy. Phong tục ông cầm ông chém cây chém cỏ âm ý này nhờ. Mọi người đã tìm ở trong quanh quanh ở trong cái làng nhà mình chưa? Tìm hết rồi là không thấy. Sáng nay bọn em vừa mới lên tận Xà Phìn với lại đường lên Ma Giáo thì tìm hết. À, mình đã đi sang tận cả Xà Phìn rồi. Khá là xa. Không biết ông ấy bị sao, chắc là bị thần kinh hay gì đó. Ông, anh nghĩ là ông cụ năm nay như mọi người nói là 73 tuổi đúng không? Đấy thì là anh nghĩ là cụ già rồi nên cái đầu óc nó không được minh mẫn nữa ấy.
nên là đi lạc. Đấy là mấy anh em rồi, đấy mấy thanh niên là về trước, còn một số cô chú anh chị là đi sau, là đi qua cái đường tắt mọi người nhá. Đấy thì là em cũng theo mấy anh em đây cầm kiếm gỗ thứ về nhà. Đây là chính là nhà của ông cụ mà đang bị thất lạc đây. Đấy, và đây thì bà đang nấu cơm. Đây chắc là bà là người nhà của ông cụ đúng không? Đúng rồi. Đấy, là vợ hay là như nào em? Cũng bà là vợ. Như vợ đi. Vợ. Vợ. Là ông kia là bác thôi, kiểu như là chồng của anh trai của chồng bà ấy. À. Đúng, không phải. Không phải là vợ của ông cụ đâu đúng không? Đúng. Đây là em dâu. Đúng, em dâu. Ừ, bà là em dâu của bà, đây là em dâu của ông đang bị thất lạc. Đúng. Bà đang nấu món gì đây? Cho cháu xem được không? Rau gì à? Rau à? Rau. À, canh rau cải, canh rau dưa, đây là dưa cải. Vâng, bà đậy vào cho cháu. Vâng. Hôm kia là không có con cháu gì đấy, bây giờ về ở cùng với gia đình bà. À, ông cụ bị thất lạc đây là không có con cháu. Đúng, về ở với ông bà được, ông bà này được, với lại con của bà được 2-3 năm rồi. À, đấy, về ở với bà được 2-3 năm và bây giờ thì đang bị thất lạc. Bà chắc hôm nào cũng phải nấu cái nồi canh dưa to như này đấy nhỉ. Bởi vì là mọi người là đi giúp tìm ông cụ này đã được 6-7 ngày rồi. Ừ. Buổi trưa cũng nấu vậy đúng không em? Buổi trưa ăn mì không thì không nấu. À, buổi trưa ăn mì à? Có lúc thì ăn cơm thì mới nấu. À. Cái bên này là nồi gì đây? Em trai đang làm món gì đây? Thịt à? Wow! Thịt treo các bếp. Em cầm ra đây cho anh xem được không? Rồi, miếng thịt này. Thịt treo các bếp, miếng thịt to khổng lồ luôn. Ôi, bốc khói thơm phức này. Rồi em cho xuống luộc tiếp đi, cho nó chín để chút nữa mọi người về còn có cái ăn. Thịt phở và rau thôi à, Vy Tư? Ừ, rau. Rau ngon nhỉ? Nhìn rau dưa này làm bằng rau cải mèo. Rau này là cacao. Vy Tư nhớ chỉ phải của Vy Tư nó sẽ cao chứ cao. Ừ, cao mà. Em mà bây giờ muốn ở bên tổ tổ nhảy bên rau thôi à. Xuân nhá đi mà cao lỏ nè. Ôi, lão ni lão ni đi hả? Lo ni lo ni lo. Ồ. Em gái này đang bảo là sao cái ông này lại ở đây rồi. Đúng không? Ừ. Lo ni lo na. Ồ. Mọi người đang ngạc nhiên là tại sao lại thấy Cường Bắc TV ở đây. Ồ, do là vì là em là đi theo mấy bạn nam này đấy, mấy chàng trai người Hơ Mông đi theo một con đường khác về, còn các cô này là đi một con đường khác. Bây giờ là mọi người về nhà chuẩn bị ăn cơm đấy, bà cụ là cũng làm một số món rồi. Ai chả ngon chưa này, đây là món đậu răng ngựa xào. Cái này chắc là chút nữa sẽ xào với lại rau dưa. À. Đấy, đúng rồi. Đấy. Bà vừa vớt rau dưa bên kia đây. Cái nước thì sẽ để làm canh. Đấy, rau thì bà vớt lên để xào với lại đậu răng ngựa. Ăn rất là ngon.
Nhìn xào lên ngon. Cơm này chuẩn bị xong rồi, bây giờ là xào xong món đậu rang ngựa này nữa là đợi mọi người đến là ăn cơm đúng không em? Đấy, bà lại thêm hạt đậu rang ngựa vào này. Hạt đậu rang ngựa này ăn bùi lắm nhờ. Ngon mà. Ngon. Đó, mọi người cũng về gần hết rồi đấy nhở em nhở? Hết rồi. Về hết rồi. Bây giờ đang đợi mọi người đến ăn cơm thôi đúng không? Đấy, vậy là cái buổi đi tìm ông cụ ngày hôm nay là vẫn chưa có kết quả mọi người ạ. Dụng cụ đấy mang quay trở lại đây, kiếm gỗ đây đấy, về là ngày hôm nay là mọi người sẽ quay trở lại nhà ăn cơm và ngày mai sẽ tiếp tục đi tìm ông cụ. Thì video của Cực Bắc TV ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Cực Bắc TV.